Mùa giải mới thì đã cận kề nhưng những vấn đề tại Man United dường như vẫn còn đó khi mà mới đây, huấn luyện viên Erik ten Hag đã thẳng thắn chỉ trích một số cầu thủ, trong đó có siêu sao Cristiano Ronaldo. Ở một diễn biến khác, tiền đạo Robert Lewandowski dường như đã giải quyết xong những khúc mắc với đội bóng cũ Bayern Munich. Đó là những thông tin hấp dẫn mà bạn không thể bỏ qua trong bản tin ngày hôm nay. Chào mừng đến với bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Vào ngày hôm qua, AC Milan đã chính thức công bố việc có được chữ ký của tiền đạo trẻ tài năng Jacques de Catelier. Chân sút người Bỉ gia nhập sân San Siro từ Club Brugge với giá 35 triệu euro và ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Tại đội bóng mới, de Catelier sẽ khoác áo số 90. Đây là bản hợp đồng thứ tư của nhà đương kim vô địch Serie A trong mùa hè này. Manchester United sắp nói lời chia tay với thêm một cái tên, đó là hậu vệ trái Alex Telles. Nhà báo Fabrizio Romano đã đọc khẩu hiệu Here We Go cho thương vụ chuyển nhượng Telles tới Sevilla. Điều đó đồng nghĩa với việc các bên đã đạt được thỏa thuận để hậu vệ người Brazil chuyển tới Sanchez Pizjuan. Alex Telles sẽ chơi cho Sevilla theo dạng cho mượn trong một mùa giải. Trong hợp đồng mượn không bao gồm điều khoản mua đất, dự kiến bản hợp đồng sẽ được ký kết trong tuần này. Một thương vụ cho mượn khác cũng được hoàn thành trong hôm qua. Tiền đạo trẻ Florarin Balogun rời Arsenal để gia nhập câu lạc bộ Stade de Reims của Pháp trong vòng một mùa giải. Đây là một trong những tài năng trẻ được đánh giá cao xuất thân từ học viện của pháo thủ. Vì vậy trong hợp đồng cho mượn không có điều khoản mua đất bởi Arsenal dự định đón Balogun trở về vào mùa giải sau. Với việc tiền đạo Sebastian Haller mắc bệnh hiểm nghèo và phải tạm rời xa sân cỏ một thời gian, Borussia Dortmund đang gấp rút tìm người thay thế chân sút người bờ biển Nga. Đội bóng vùng Ruhr không hề giấu giếm ý định chiêu mộ một tiền đạo mới. Giám đốc điều hành của Dortmund là ông Hans-Joachim Watzker xác nhận. Rõ ràng là Haller sẽ phải nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Chúng tôi không thể dồn gánh nặng quá lớn lên vai của Youssoufa Moukoko. Cậu ấy là trung phong duy nhất còn lại, nhưng cậu ấy mới chỉ 17 tuổi thôi. Chúng tôi sẽ phải làm gì đó để giải quyết bài toán nhân sự. Nếu không có gì bất ngờ thì chúng tôi sẽ có thêm sự bổ sung trong khoảng 8 đến 10 ngày tới. Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin là một chân sút giàu tiềm năng của bóng đá Anh, nhưng sự phát triển của anh đã bị chững lại do những chấn thương liên miên. Các cổ động viên của Everton vừa đón tin dữ khi mà chủ công của họ lại tiếp tục dính phải một chấn thương nặng. Tờ Football Insider tiết lộ Calvert-Lewin bị đứt dây chằng chéo bên ở đầu gối. Chấn thương này có thể sẽ khiến anh phải ngồi ngoài trong 3 tháng tới. Huấn luyện viên Frank Lampard chắc chắn đang rất đau đầu khi mà mùa giải mới sẽ khởi tranh sau ít ngày nữa. Cũng là vấn đề chấn thương, lần này là trường hợp của tiền vệ Paul Pogba. Các cổ động viên của Man United chắc hẳn không còn lạ gì với những chấn thương dai dẳng của ngôi sao người Pháp trong mùa giải vừa qua. Tờ Gazeta cho biết Pogba vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương ở vùng đầu gối, nhưng anh đã đưa ra quyết định sẽ không tiến hành phẫu thuật để giải quyết dứt điểm chấn thương này. Tân binh của Juventus sẽ tiến hành việc điều trị bảo tồn trong khoảng 5 tuần tiếp theo với hy vọng có thể tham gia nhiều trong mùa giải tới với Juve và giữ được suất tới World Cup 2022. Việc các cầu thủ bị chỉ trích và chửi bới trên các nền tảng mạng xã hội là điều chẳng còn xa lạ gì trong thời đại hiện nay. Vậy bạn có đoán được cầu thủ nào tại Premier League phải nhận nhiều lời công kích nhất trên mạng hay không? Thống kê mới đây của văn phòng truyền thông Vương quốc Anh đã cho ra một kết quả không khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Hai ngôi sao của Man United là tiền đạo Cristiano Ronaldo và hậu vệ Harry Maguire là hai người bị công kích nhiều nhất trên mạng xã hội trong số các cầu thủ đang thi đấu tại Premier League. Dù đã gắn bó trong vòng 8 năm, tuy nhiên tiền đạo Robert Lewandowski và Bayern Munich lại có màn chia tay không được êm đẹp khi hai bên liên tục có những phát biểu nhắm đến nhau trong những ngày qua. Tuy nhiên cuối cùng thì những khúc mắc giữa Levy và đội bóng cũ cũng đã được giải quyết khi anh quay trở lại sân Allianz Arena vào ngày hôm qua. Giám đốc điều hành Oliver Kahn của Hùng Xám xác nhận: "Thật tốt khi Robert quyết định ghé qua văn phòng để gặp tôi lần cuối cùng. Chúng tôi đã trao đổi về nhiều điều, mọi thứ đã được giải quyết tốt đẹp và chúng tôi sẽ còn giữ liên lạc trong tương lai. Robert và FC Bayern là một câu chuyện thành công đặc biệt. Chúng tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất tại Barcelona." Không chỉ trò chuyện với Oliver Kahn, Lewandowski cũng đã nói lời tạm biệt đến các đồng đội cũ của mình trước khi chính thức chia tay Bayern Munich. Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli, nổi tiếng là một ông bầu lập dị, mới đây thì người đàn ông này lại có một phát biểu khá kỳ lạ khi cho biết đội bóng thành Napoli sẽ không bao giờ chiêu mộ thêm một cầu thủ châu Phi nào trừ khi họ ký cam kết không tham dự giải vô địch các quốc gia châu Phi. Trong mùa hè này, Napoli cũng vừa bán trung vệ người Senegal Kalidou Koulibaly cho Chelsea.
Với tư cách là một trong những công thần cũng như trụ cột quan trọng nhất tại Liverpool, việc ngôi sao Sadio Mane quyết định ra đi để chuyển tới Bayern Munich chắc chắn khiến cho các cổ động viên của The Kop cảm thấy hết sức đau lòng. Ngay cả đồng đội thân thiết của Mane là Diogo Jota cũng có phản ứng tương tự khi biết được quyết định của người đàn anh. Trợ lý huấn luyện viên Pep Guardiola đã có tiết lộ khá thú vị khi cho biết, khi mà có những tin đồn về việc Bayern muốn chiêu mộ Sadio trong bữa sáng hôm đó, Diogo đã ngay lập tức chất vấn Sadio khi nhìn thấy bản tin trên Sky Sports. Tất cả chúng tôi đều cười khi tôi nói rằng Jota có thể trở thành một người Liverpool chính gốc đấy. Cậu ấy đối mặt với Sadio không hề do dự và tỏ rõ sự không hài lòng khi biết rằng Sadio có thể rời Liverpool. Câu chuyện về tương lai của siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại Manchester United vào lúc này. Tiền đạo người Bồ vừa để lại ấn tượng xấu khi bỏ về trong lúc trận giao hữu giữa Man United và Rayo Vallecano còn chưa khép lại. Hành động này khiến cho nhiều cổ động viên Quỷ Đỏ cảm thấy không hài lòng. Còn huấn luyện viên Erik ten Hag cũng tỏ rõ sự bất bình của mình. Ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Chắc chắn là tôi không chấp nhận hành động như vậy. Tôi nghĩ rằng đây là điều không thể chấp nhận được. Với tất cả những người đã bỏ về sớm, chúng ta là một tập thể và mọi cầu thủ đều phải ở lại đến phút cuối." Nhà báo James Docker của tờ Telegraph cho biết, Man United sẽ xử phạt nội bộ đối với những cầu thủ đã ra về sớm trong trận giao hữu mới đây. Với phong độ ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải, Arsenal đang thể hiện một bộ mặt hết sức đáng kỳ vọng cho mùa giải mới. Chứng kiến những màn trình diễn từ đoàn quân trẻ của huấn luyện viên Mikel Arteta, cựu đội trưởng Cesc Fabregas không giấu được sự phấn khích. Anh phát biểu trong ngày ra mắt đội bóng mới Como: "Tôi nghĩ rằng Mikel Arteta đang làm việc hết sức tuyệt vời và cả Edu cũng vậy. Họ có sự kiên nhẫn và họ biết rõ cần phải làm gì để xây dựng một dự án của riêng mình. Đó là điều không thể hoàn thành trong ngày 1, ngày 2. Đôi khi các thủ trẻ không cho thấy đủ kinh nghiệm chinh chiến. Đó là điều đã diễn ra tại Arsenal trong 1 đến 2 năm qua. Nhưng giờ họ đã trưởng thành, tôi không còn nhận ra những cầu thủ trẻ trước đây nữa. Arsenal đang bước vào một giai đoạn mới, họ đã tăng cường và bổ sung những vị trí còn yếu trước đây. Tôi thực sự chờ đợi mùa giải mới bởi đội bóng này khiến tôi cảm thấy vô cùng hứng thú." Manchester City đã nói lời chia tay với tiền đạo Raheem Sterling trong mùa hè này sau 7 năm gắn bó. Nhiều ý kiến cho rằng việc tờ Citizen bán Sterling cho Chelsea với giá 50 triệu bảng là một thành công. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của City là huyền thoại Sergio Aguero thì lại không nghĩ như vậy. Chia sẻ trong một buổi trò chuyện, Aguero nói: "Tôi không thể hiểu được quyết định bán đi Sterling, đôi khi City đưa ra những quyết định thật khó hiểu. Raheem là một cầu thủ bùng nổ với khả năng tạo ra những điều phi thường và khó đoán. Tôi thấy rằng tham vọng khi thêm nhiều bàn thắng và có thêm nhiều kiến tạo của cậu ấy ngày càng lớn dần lên qua từng năm. Rõ ràng là cậu ấy đã cho thấy tầm ảnh hưởng bằng những màn trình diễn của mình và việc cậu ấy gần như chẳng bao giờ chấn thương trong môi trường bóng đá đỉnh cao ngày nay cho thấy điều đó." Câu lạc bộ Arsenal vừa chính thức ra mắt bộ phim tài liệu All or Nothing. Arsenal tạm dịch là Tất cả hoặc không gì cả. Đây là phần tiếp theo của series mang tên All or Nothing do Amazon hợp tác sản xuất cùng các đội bóng hàng đầu thế giới. Hai phần phim trước đó ghi lại mùa giải của hai câu lạc bộ Man City và Tottenham. Ở mùa giải 2021-2022 vừa qua, thì pháo thủ thành London đã trở thành những nhân vật trung tâm của phần phim thứ ba này. Vào ngày hôm qua thì buổi công chiếu cũng như ra mắt bộ phim đã được tổ chức tại London. Huấn luyện viên Mikel Arteta, giám đốc kỹ thuật Edu Gaspar cũng như cầu thủ Arsenal đã đến tham dự sự kiện này. All or Nothing, Arsenal sẽ bao gồm 8 tập phim và chính thức lên sóng trên Amazon Prime Video trong hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.